Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Long An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhất là sự ra đời của các tổ phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy ở cơ sở đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hiện nay, toàn tỉnh đã hình thành trên 7.600 tổ an ninh nhân dân, gần 890 khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông và 996 khu dân cư có hòm thư tố giác tội phạm. Ngoài ra, các địa phương còn nhân rộng được mô hình sáng xanh sạch đẹp cùng với hệ thống camera an ninh, tiếng kẽn vùng biên, tổ liên gia phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy đã tạo nên một mạng lưới an ninh vững chắc. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của người dân trong việc tố giác tội phạm, thông báo tình hình an ninh tại địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công chung. Việc xây dựng và phát triển các mô hình này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự mà còn tạo ra một môi trường sống lành mạnh, văn minh, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.